do còn hai hộ dân chưa đồng ý giá bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 300 m² nên đã gây khó khăn cho việc đẩy nhanh tiến độ của dự án thi công cầu Cado huyện Đơn Dương. Sau gần 5 tháng thi công, hiện nay công trình nâng cấp xây dựng cầu Cado huyện Đơn Dương chỉ mới thi công được phần móng, hai đầu mố cầu. Theo đơn vị thi công cho biết, do hiện còn hai hộ dân chưa đồng ý giá bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng với diện tích khoảng 300 m² nên đã gây khó khăn cho việc đẩy nhanh tiến độ của dự án, thời gian hoàn thành công trình. Mặc dù ngành chức năng huyện Đơn Dương, ban quản lý dự án hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã kiến nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng sớm giải quyết vướng mắc nhưng đến nay vẫn chưa xong. Được biết cầu Cado huyện Đơn Dương là một trong những công trình trọng điểm của địa phương, có chiều dài gần 150 m, là tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa đi lại của nhân dân hai xã Cado và Lạc Lâm, có tổng mức đầu tư trên 80 tỷ đồng, thời gian thi công 23 tháng. Để phát triển đàn với số vốn gần 20 triệu đồng, đến nay tổng đàn đã hơn 300 con. Mỗi năm cơ sở của anh cung cấp ra thị trường hơn 5 tấn heo thương phẩm, hàng trăm con heo giống. Heo thịt có giá từ 90.000 đến 120.000 đồng một ký tùy thời điểm.